Con chào bạn quay lại kênh của mình nha. Hôm nay thứ hai đầu tuần các bạn. Mình ship cho một anh khách ở Bình Dương. Anh ấy có mua thêm một số ít vật liệu lọc và vitamin C, máy thổi luồng và thuốc trị trùng mỏ neo và hai em bò sữa này. Size 18 19 thôi các bạn. Đây, giờ mình đóng bọc đóng thùng ra lấy ha. 10 lít gốm Critabio, 2 lọ thuốc dung dịch trị trùng mỏ neo, 1 lọ vitamin C. Một máy thổi luồng Sunsun GVP 230 2 nòng. Lưu lượng là lưu lượng là 6.000 lít trên giờ, điện có 8W thôi. Rồi mình đóng hai em cá với lại ba cái đồ lại xong rồi. Giờ mình đóng thùng đi ship thôi. Trời vẫn chưa sáng mà. Rồi mình đóng thùng xong rồi. Giờ mình đi ship thôi. Chào các bạn nha. Bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông nha. Các bạn muốn mua bất cứ gì liên quan tới cái coin mình đều cung cấp giá sỉ cho các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.